Đánh bóp đi trường. Ra, bạn Tài hướng dẫn em. Tài hướng dẫn cho bạn đứng nước cho tốt coi. Ra bạn người cá Nuri lại đây. Tập luyện với Tion chuẩn bị cho buổi biểu diễn người cá của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tập biểu diễn cái bài căn bản nha. Tion á sẽ nâng Nuri lên. Rồi Nuri nói ba thứ tiếng cho Tion. Hello everyone. Ta cha hạo. Xin chào các bạn nha. Rồi, chuẩn bị chưa? Rồi tập vuốt nước nổi người kiểu người cá 10 phút nha. 10 phút. Ừ. Tập cho cái tay của mình thành cái vây cá nha. Em đeo mắt kính vô. Ra tập với bạn luôn ha. Ra đây tôi hỗ trợ. Biến tay của mình thành vây bơi của cá heo. Giống như bạn tay cho Tion. Ủa hôm bữa em chưa đi chơi với cá heo với mấy bạn hả? Ba em có cho đi. À trời đất ơi. Thế là em cũng chưa biết bơi. À quên. Nhưng mà tôi dạy em đứng nước rồi, em đứng nước. Cái đó là tiên cá sẽ mặc vào luôn á. Tới đó là em không dám. Rồi, tập đi. Biến đôi tay của mình khỏe thành vây bơi của cá heo mình mới biểu diễn người cá được. Mình còn nâng chân lên khỏi mặt nước. Nâng đuôi lên khỏi mặt nước. Nâng mình lên khỏi mặt nước. Biến tay bơi của mình thành vây bơi của cá heo đó. Cái tay của mình giống như là cái vây của cá heo hai bên. Nếu các em đi trong sự kiện người cá đi bơi với cá heo, các em thấy cái vây của cá heo rồi đúng không? Nó giống y chang như cái tay của mình vậy đó. Khép hai cái nách lại hai bên này để giống như cái vây của cá heo. Hai cánh tay khép lại. Đúng rồi. Đứng lên, đứng lên. Để tôi làm vây bơi cá heo cho các bạn xem. Rồi, rồi nè, vậy nè. Rồi xè ra hai bên đó. Đó, giữ hai cái nách ép lại như vậy. Nè, cái tay giống như vây cá heo ha. Nè, giống tiêu nè. Cái tay em chưa dẻo giống cá heo được. Giống làm giống cá heo. Tập ở mức độ khó như vậy. Đúng rồi. Biến tay thành vây cá heo. Rồi tập luyện tiếp đi mấy em. Rồi, bạn người cá tai làm khá tốt. Tới Jessica tập. Tới Nori tập ha. Rồi tất cả những bạn người cá khác cũng cần phải tập nữa. Đi biểu diễn khắp thế giới luôn á. Chương trình dày đặc. Để mấy bạn người cá tập xong rồi mới bút show đi diễn được. Rồi bye bye. Hôm nay người cá Jessica lặn xuống nước thử cho tôi xem nha. Lặn như ếch nhái bồ tọt vậy hả? Dạ. Chưa giống người cá lắm nhưng mà vậy cũng được. Rồi dạ, bắt đầu. Có em lặn giống người cá nè. Rồi em lặn thử coi. Hút nước nổi người lên, hít hơi vào ha. Lặn xuống thì như vậy ha. Được, rồi Jessica lặn lại rồi lên rồi. Lên là kéo tay vuốt nước nổi mặt lên ha.
nên cẩn thận bị đụng đầu nha. Chỗ đó cái ghế đó, Jessica hả? Rồi. Ok, bắt đầu hai bạn Jessica và bạn Tai cùng lặn xuống nước với nhau nha. Lặn từ đây qua bên đây. Bắt đầu 1, 2, 3. Jessica mới học người cá thôi mà cũng có thể lặn được ha. Không cần học qua khóa học người cá căn bản ha. Quá giỏi ha. Không có quạt tay đâu tôi ơi. Nhưng mà cũng đẹp cũng được đi. Nè người ếch đỏ nè. Em tên gì vậy người ếch đỏ? Em tên gì? Ơi, em tưởng là chú này chứ. Không, em này. Em tên gì? Bạn này tên Vy. Dạ rồi. Gì vậy? Em nói chuyện gì vậy? Hả? Bây giờ bạn nào muốn thi bơi với bạn người ếch? Người cá sẽ thi đua với bạn người ếch hả? Em. Người ếch có chịu đua với người cá không? Người ếch bơi nhanh lắm á. Người ếch mà khiêm tốn là chứng tỏ người ếch bơi giỏi lắm á, mới khiêm tốn á. Phải không? Bơi luôn đi, tiêu. Thôi đừng mắc cỡ mà ra bơi đua với người cá chơi cho vui đi. Được không? Giờ cho luôn đi, tiêu. Cho người cá tập luyện. Người cá này bơi yếu lắm. Bơi dở ẹt à. Đúng rồi. Bắt đầu ha. Làm luôn đi. Xong mắc cỡ vậy. Không muốn bơi thi hả? Vậy thôi bơi bơi lặn nín thở lâu đi. Nín thở lâu trong nước. Lặn đi, lặn đi. Là em với bạn ấy đi xa nhất có thể. Chịu không? Em muốn thi lặn hay thi bơi tay? Không biết gì hết. Tùy bạn này. Rồi bơi ha. Tôi đếm 1, 2, 3 nha. Ai qua bờ bên kia trước rồi hoành về đây là thắng ha. Hoành về đi. Sao không hoành về? Em học lớp mấy rồi? Em học lớp 5, bạn này học lớp mấy? Em học lớp 4. Bạn này học lớp 4 à? 4-2. Học lớp 4-2 à? Ồ, vậy là em là chị của bạn đó luôn á. Hay quá ha. Rồi, vậy là hai chị em bơi với nhau đi. Chào, hôm nay là bạn người ếch và bạn người cá sẽ thi bơi với nhau. Rồi bơi từ đây qua bên kia rồi hoành về nha. Rồi. Rồi đi. Hả? Thôi không có hoành về hả? Ok cũng được. 1, 2, 3 bắt đầu. Bơi gì cũng được. Tại bạn người cá thì bạn bơi có một kiểu à. Luyện tập bơi ếch hả? Luyện tập bơi sải hả? Lặn luôn. Bạn người cá thì lặn, còn bạn người ếch thì bơi. Người ếch và người cá thì bơi cùng nhau. Rồi người cá đã. Wow, người cá tai đã về trước rồi à. Người cá tai đã thắng người ếch. Rồi anh hai thắng rồi kìa. Qua cổ vũ anh hai đi. Rồi bây giờ người cá Nori sẽ thi bơi với bạn người ếch, chịu không? Được không? Được không?